xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài 71. Em ôn lại những gì đã học. Chúng ta mở sách giáo khoa trang 40 để chúng mình bắt đầu bài học. Bài 1. Tính nhầm. Các con thực hiện các phép tính nhân. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 9 bằng 18. 5 nhân 5 bằng 25. 5 nhân 8 bằng 40. 5 nhân 10 bằng 50. Chúng mình làm tiếp hai cột phép chia. 10 chia cho 2 bằng 5. 8 chia cho 2 bằng 4. 18 chia cho 2 bằng 9. 35 chia cho 5 bằng 7. 20 chia cho 5 bằng 4. 5 chia cho 5 bằng 1. Các con thử lại phép chia bằng phép tính nhân. Các con lấy 5. 2 x 5 bằng 10. 2 x 4 bằng 8. 2 x 9 bằng 18. 5 x 7 bằng 35. 5 x 4 bằng 20. 5 x 1 bằng 5. Các con lấy số chia nhân với thương Kết quả bằng số bị chia là đúng. Nếu kết quả không giống với số bị chia, có nghĩa là chúng mình thực hiện chia chưa đúng thì chúng mình sẽ thực hiện chia lại. Đó là cách thử lại phép chia. Bài số 2. A, à, các em hãy đọc phép nhân sau và chỉ ra thừa số trong phép nhân đó 5 nhân 9 bằng 45. B, các em hãy đọc phép chia sau và chỉ ra số bị chia, số chia, thương trong phép chia đó. 16 chia cho 2 bằng 8. Bây giờ chúng mình cùng suy nghĩ và trả lời. Sau đó, các con quan sát lên màn hình xem suy nghĩ của các con có đúng không. Năm nhân chín bằng bốn mươi Năm là thừa số, chín là thừa số, bốn mươi là tích. Trong phép nhân, số thứ nhất đứng trước dấu nhân là thừa số. Số đứng liền sau dấu nhân là thừa số. Kết quả của phép nhân là tích. Đó chính là tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân. 16 chia cho 2 bằng 8. 16 là số bị chia. 2 là số chia. 8 là thương. Trong phép chia, số đứng liền trước dấu chia có tên là số bị chia. Số đứng liền sau dấu chia có tên là số chia và kết quả của phép chia có tên gọi là thương. Cả lớp đọc lại. Số bị chia, số chia, thương. Bài 3. Các em hãy quan sát tranh và nêu một tình huống có phép nhân, phép chia. Tình huống thứ nhất. Có 10 chiếc bánh ngọt được xếp thành 2 hàng, mỗi hàng có 5 chiếc bánh ngọt. Ta có phép chia 10 chia cho 2 bằng 5. Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai. Mỗi đĩa có 5 quả măng cụt. Trên bàn có 8 đĩa. Vậy có tất cả 40 quả măng cụt. Ta có phép nhân 5 x 8 bằng 40. Tình huống thứ ba có 8 chiếc cốc được xếp thành hai chồng. Mỗi chồng có 4 chiếc cốc. Ta có phép chia 8 chia cho 2 bằng 4. Tình huống thứ tư. Có 20 chai nước ngọt được xếp đều vào hai thùng. Mỗi thùng có 10 chai nước ngọt. Ta có phép chia 10, 20 chia cho 2 bằng 10. Tình huống tiếp theo. Mỗi hàng có 5 chiếc mũ. Vậy 3 hàng có tất cả 15 chiếc mũ. Ta có phép nhân 5 x 3 bằng 15. Tình huống tiếp theo. Có 4 chú vịt. Chia đều 2 hàng. Vậy mỗi hàng có 2 chú vịt. Vậy ta có phép nhân 4. Ta có phép chia. Vậy ta có phép chia 4 chia cho 2 bằng 2. Tình huống tiếp theo. Mỗi thúng có 5 quả dưa. Vậy hai thúng có tất cả 10 quả dưa. Ta có phép nhân 5 nhân 2 bằng 10 quả dưa. Bài số 4. Các em hãy quan sát hình dưới đây và nói cho bạn nghe hình được ghép từ những khối hình nào? Có bao nhiêu khối hình mỗi loại? Chúng mình đã học rồi. Nào, bây giờ chúng mình cùng đếm hình cầu. Khối hình cầu. 1 2 3 4. Vậy có 4 khối cầu. Tiếp theo, khối lập khối hộp chữ nhật. 1 2 3 Vậy có 3 khối hộp chữ nhật. Khối trụ. 1 2 3 4 Có 4 khối trụ. Vậy Từ hình chúng mình quan sát được, chúng mình thấy có 4 khối cầu. Có 3 khối hộp chữ nhật và có 4 khối trụ. Bài số 5, các em hãy quan sát các bức tranh, nói cho bạn nghe mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ và hoạt động của bạn An ở từng khung giờ. Các con quan sát hoạt động bạn An chơi đàn, bạn An dọn nhà, bạn An tập thể dục chạy bộ. Và con nhìn đồng hồ tương ứng. Các con quan sát đồng hồ này, chỉ mấy giờ? À, 8 giờ 30 phút hay còn gọi là 20 giờ 30 phút. Và đây là thời gian bạn An đánh đàn. Vậy chúng mình trả lời, bạn An đánh đàn lúc 8 giờ 30 phút tối, hay 20 giờ 30 phút. Các con quan sát đồng hồ chỉ mấy giờ? À đó là 10 giờ 30 phút sáng. Đây là bạn An đang dọn nhà. Vậy chúng mình nói rằng bạn An dọn nhà lúc 10 giờ 30 phút sáng. Tiếp theo. Các con nhìn đồng hồ chỉ mấy giờ? À đây là 4 giờ 15 phút buổi chiều. Hay còn gọi là 16 giờ 15. Bạn An đang tập thể dục chạy bộ. Vậy chúng mình nói rằng bạn An chạy bộ lúc 4 giờ 15 phút chiều hay 16 giờ 15 phút. Đó là những công việc mà bạn An đã kể lại. Trong ngày, vậy trong ngày chúng mình làm những việc gì vào thời gian nào? Chúng mình có thể chia sẻ với bạn bè và các bạn của mình và người thân của mình cùng nghe. Bài tập số 6. Vận dụng các em hãy quan sát tờ lịch tháng 5 và trả lời các câu hỏi. Tháng 5 có bao nhiêu ngày? Chúng mình cùng quan sát tờ lịch xem, ngày đầu tiên là ngày mùng 1 và ngày cuối cùng là ngày 31. Vậy chúng mình sẽ trả lời. Tháng 5 có 31 ngày. Câu hỏi số 2 Sinh nhật bác Hồ ngày 19 tháng 5 vào thứ mấy? Ngày 19 tháng 5 vào thứ năm. Vậy chúng mình trả lời, sinh nhật bác Hồ là ngày 19 tháng 5 vào thứ năm. Câu hỏi tiếp theo. Trong tháng 5 có mấy ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào? Các con nhìn cột chủ nhật 1 2 3 4 5. Vậy có 5 ngày chủ nhật. Đó là ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 22 và ngày 29. Nếu thứ bảy tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ bảy tuần sau là ngày nào? Ta chỉ việc cộng thêm 7. 7 cộng thêm 7 là 14. Vậy thứ bảy liền sau chính là ngày 14. Tại sao chúng mình lại cộng thêm 7? Bởi vì một tuần có 7 ngày. Vậy thứ 7 tuần này là ngày 7 thì thứ 7 tuần sau các con chỉ việc cộng thêm 7. 7 cộng 7 là 14. Và thứ 7 tuần sau thì chúng mình lại cộng thêm 7. 14 cộng 7 bằng 21. Và đến thứ 7 tuần sau thì mình lại lấy 21 cộng 7 bằng 28 tìm thứ bảy liền trước thì chúng mình lại trừ đi 7 ngày vì một tuần có 7 ngày tương tự như vậy chủ nhật tuần này là mùng 8 thì chủ nhật tuần trước chúng mình sẽ trừ đi 7 ngày 8 trừ 7 bằng 1 vậy là ngày 1 tìm chủ nhật liền sau chúng mình thì 8 cộng 7 bằng 15 Chủ nhật liền sau chúng mình lại lấy 15 cộng 7 bằng 22. Chủ nhật liền sau chúng mình lấy lấy 22 cộng 7 bằng 29. Một tuần có 7 ngày, vậy tìm từ chủ nhật tuần này đến chủ nhật tuần sau chúng mình cộng thêm 7. Hoặc tìm chủ nhật tuần liền trước thì chúng mình trừ đi 7. Vậy là chúng mình vừa hoàn thành xong 6 bài tập ở trong sách giáo khoa. Các con hãy bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video mới tiếp theo của cô. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo.